Chào các em. Trong các tuần trước chúng ta đã làm được một số các cái dạng toán liên quan đến ma trận. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các cái dạng còn lại của cái mảng kiến thức về ma trận. Nhưng mà có lẽ trước hết thì chúng ta cũng nhắc lại sơ một số các cái dạng toán mà có sử dụng cho cái buổi học hôm nay. Chúng ta đã làm được các cái phần sau đây trong những tiết học trước này. Chúng ta tìm cái điều kiện, nhắc lại cái điều kiện để tồn tại ma trận đảo của một cái ma trận A lớn. Đó là Đét A nó phải khác không. Chúng ta có ôn lại cách tìm một cái ma trận nghịch đảo. Chúng ta tìm ma trận nghịch đảo dựa vào cái cấp của nó. Cấp 1 thì là ma trận nghịch đảo nó gồm có một phần tử là một trên cái phần tử của ma trận A. Rồi ma trận của chúng ta nếu cấp 2 thì chúng ta có công thức là ma trận A mũ trừ 1 nó bằng là 1 trên định thức của ma trận A nhân với cái ma trận mà chúng ta đổi chỗ hai phần tử trên đường chéo chính của ma trận A còn hai phần tử trên đường chéo phụ chúng ta đổi dấu. Rồi từ ma trận vuông cấp 3 trở lên thì chúng ta tìm ma trận nghịch đảo bằng cách là dùng hoặc là phép biến đổi sơ cấp trên dòng hoặc là dùng công thức. Thì chúng ta cũng đã ôn với nhau về các tính chất của ma trận nghịch đảo và giải một cái phương trình ma trận bằng hai phương pháp hoặc là dùng ma trận nghịch đảo hoặc là chuyển từ cái phương trình ma trận sang cái việc giải một cái hệ phương trình tuyến tính. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với các dạng toán còn lại. Dạng toán số 5. Đi tìm hạn của một ma trận. Muốn tìm hạn của một ma trận thì chúng ta có cách thứ nhất là chúng ta dùng định nghĩa. Người ta định nghĩa hạn của một ma trận như thế nào? Người ta nói rằng là hạn của một cái ma trận nó là cái cấp lớn nhất của định thức con khác không của cái ma trận đó. Ví dụ thế này, ma trận A lớn của chúng ta là một cái ma trận có định thức con cấp cao nhất là cấp 5, khác không thì hạn ma trận là 5. Nếu như cấp cao nhất của định thức con khác không là 4 thì hạn ma trận là 4. Như vậy là muốn dùng định nghĩa thì chúng ta phải chỉ ra được cái định thức con cấp cao nhất. Định thức con đó có cấp là bao nhiêu thì hạn của ma trận của chúng ta bằng chừng đó. Đó là nội dung của cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là chúng ta đưa về ma trận bậc thang. Chúng ta muốn tìm hạn của một ma trận A lớn, chúng ta dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, ta chuyển ma trận A lớn về một cái ma trận C có dạng bậc thang. Thì mình có một cái định lý rằng là nếu dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng thì nó sẽ không làm thay đổi hạn của ma trận, tức là ma trận A lớn ban đầu của chúng ta có hạn bằng hạn của cái ma trận bậc thang C. Và hạn của ma trận bậc thang thì đơn giản lắm, hạn của nó chính là số dòng khác không của nó. Như vậy chúng ta đếm số dòng khác không của C được bao nhiêu thì hạn của C bằng chừng đó, và ta suy ra hạn của A cũng bằng hạn của C. Đó là nội dung của phương pháp số 2. Ví dụ như thế này, chúng ta đi tìm hạn của ma trận A, biết rằng A là một cái ma trận vuông cấp 4. Thế bây giờ trong ví dụ này tôi thử giải cho các em xem bằng cách thứ nhất là dùng định nghĩa. Thế dùng định nghĩa thì chúng ta làm gì nè? Trước hết chúng ta xem thử là A lớn của chúng ta, cái định thức con cấp cao nhất của nó là cấp mấy? Thì ở đây vì A lớn là ma trận vuông cấp 4, cho nên cái định thức con cấp cao nhất của A chính là định thức của A, tức là định thức cấp 4. Nếu như định thức của A chúng ta tính ra khác không, ta kết luận hạn của A là 4. Còn nếu như mà định thức của A bằng 0
thì hạng của A không phải là 4, hạng của nó nhỏ hơn 4. Vậy bây giờ chúng ta đi tính định thức của A. Và vừa rồi mới nhắc với các em về cách tính định thức. Em muốn tính định thức á, thì em sẽ dựa vào cấp của định thức đó. Nếu mà từ cấp 4 trở lên thì chúng ta sẽ có những cách làm như thế này này. Chúng ta có thể khai triển định thức theo một dòng nào đó hoặc một cột nào đó. Hoặc là chúng ta sẽ khai triển định thức theo nhiều dòng, nhiều cột, tức là dùng cái khai triển Laplace. Hoặc là chúng ta đưa nó về định thức của ma trận tam giác. Hoặc là chúng ta dùng tính chất rằng là định thức của ma trận A lớn thì bằng định thức của ma trận chuyển vị của ma trận A. Tức là delta A thì bằng delta T đó. Nhưng mà trước khi làm chuyện đó thì phải xem xét thử A nó có rơi vào cái dạng đặc biệt không. Dạng đặc biệt tức là định thức của A nhìn vào hoặc là bằng không liền, hoặc là nếu A là ma trận tam giác thì định thức của A là tích các phần tử trên đường chéo chính. Chúng ta xem xét thử hai trường hợp đặc biệt trước khi mà làm các trường hợp khác. Thế em thấy nè, A lớn của chúng ta, dòng thứ nhất và dòng thứ tư của nó như thế nào, nó tỷ lệ với nhau. Cụ thể là dòng thứ tư thì bằng 2 lần dòng thứ nhất. Mà nếu như thế này thì ta kết luận ngay định thức của A bằng không. Định thức của A nó có 2 dòng tỷ lệ thì theo tính chất của định thức này bằng không. Định thức của A bằng không có nghĩa là cái ma trận A lớn của chúng ta, cái định thức con cấp cao nhất mà là duy nhất là định thức cấp 4 này. Do nó bằng không cho nên hạng của A không thể bằng 4 được. Như vậy thì từ đây chúng ta nói rằng là hạng của A nó sẽ nhỏ hơn 4. Hạng của A nhỏ hơn 4, như vậy thì tối đa của RA, tức là hạng của A đó, là bằng 3. Nếu như mình chọn ra được từ A lớn một định thức con cấp 3 nào đó khác không, thì ta kết luận hạng của A là 3. Còn nếu như mà tất cả định thức con cấp 3 của A đều bằng không thì hạng của A tối đa là 2. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một định thức con cấp 3. Tức là chúng ta sẽ lấy các phần tử nằm trên ba cái dòng và ba cái cột nào đó của A. Thì khi em chọn định thức con của A đó thì em phải chọn cho nó khéo. Tại vì mình chọn xong rồi thì mình phải tính toán đó. Thì chọn chọn như thế nào mà định thức con cấp 3 đó dễ tính. Thế ở đây tôi chọn định thức con cấp 3 lấy ra từ các cái phần tử này. Tôi đặt đây là mặt trận B. Dòng thứ nhất 2, 3, 2. Dòng thứ hai là 0, 3, 4. Dòng thứ ba là 0, 0, 1. Cái định thức này nè, định thức của mặt trận B này nè, tính dễ. Vì sao? Là bởi vì B của chúng ta là ma trận tam giác trên. Đó, mình khéo léo chọn như thế này thì mình tính nó dễ. Thế ta suy ra rằng là delta của B bằng tích các phần tử trên đường chéo chính, tức là lấy 2 nhân 3 nhân với 1 bằng 6. Khác không? Delta B khác không? Có nghĩa là ma trận A lớn của chúng ta có một định thức con cấp 3 khác không? Vậy chúng ta có quyền kết luận hạng của A là 3. Như vậy là chúng ta vừa giải quyết xong cái ví dụ đầu tiên bằng cách dùng định nghĩa hạng của ma trận. Hạng của ma trận là cái cấp cao nhất của định thức con khác không của cái ma trận đó. Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ số 2. Tìm hạng của A, biết rằng ma trận A của chúng ta đây không phải là ma trận vuông nữa, tức là hiện giờ delta A không có. Ma trận A lớn của chúng ta nó có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột? Chúng ta thấy nó có tất cả là 5 dòng, 3 cột. Như vậy là ma trận A lớn này có cấp là 5 nhân 3. Nếu ma trận A lớn của mình cấp là 5 nhân 3 thì các em có biết được là cái ma trận A của chúng ta, cái hạng của nó tối đa là bao nhiêu không? Hạng của nó tối đa là 3. Vì sao? Là bởi vì nếu A lớn có cấp là 5 nhân 3 thì định thức con cấp cao nhất của A
là cấp 3 mà thôi. Chúng ta không thể nào từ A chúng ta rút ra một cái định thức nào có cấp là 4 trở lên được. Bởi vì muốn là định thức cấp 4 chẳng hạn, thì nó phải có 4 dòng và 4 cột. Mà ở đây chúng ta chỉ có 3 cột mà thôi. Như vậy hạng của A tối đa là 3. Và theo định nghĩa thì nếu hạng của A là 3, thì nếu như mình rút ra được một định thức con cấp 3 nào đó khác không, thì kết luận ngay hạng của A bằng 3. Ở đây ta nói rằng là hạng của A bén bằng 3. Và chúng ta chọn cái định thức con cấp 3 của A là định thức D, mà lấy 3 cái dòng số 3, số 4, số 5 của A lớn. Ta tính định thức này. Định thức D là một định thức cấp 3. Bây giờ muốn tính nó có nhiều cách tính. Tôi chọn cách tính bằng cách là khai triển theo dòng thứ nhất. Chọn dòng thứ nhất là bởi vì dòng thứ nhất nó có nhiều số 0. Thế thì theo cách tính định thức bằng cách khai triển theo dòng thì ta có thế này nè. D bằng 1 nhân với cái định thức cấp 2 mà được suy ra từ cái định thức D này bằng cách bỏ đi dòng 1 và cột 1. Bỏ đi cột thứ nhất và dòng thứ nhất. Chúng ta còn lại cái định thức chứa 4 phần tử là 4601. Đây là định thức con cấp 2. Định thức cấp 2 này tính dễ, 4 trừ 0. Như vậy chúng ta có D bằng 4. D bằng 4 khác 0. Như vậy chúng ta kết luận rằng là hạng của A bằng 3. Em thấy không ạ? Chúng ta vừa dùng định nghĩa đó. Ma trận A của chúng ta cấp là 5 nhân 3. Như vậy thì định thức con cấp cao nhất là cấp 3. Hạng của A tối đa là 3. Chỉ được một cái định thức con cấp 3 khác không, kết luận ngay hạng của A là 3. Đó là dùng định nghĩa để tính hạng của một ma trận. Chúng ta sẽ cho ví dụ về cái phương pháp là đưa về ma trận bậc thang. Tìm hạng của A, biết rằng A là một cái ma trận. Ma trận này em thấy nó có bao nhiêu dòng nè? 4 dòng, mấy cột? 5 cột. A lớn của chúng ta có cấp là 4 nhân 5. Bây giờ muốn đưa về bậc thang thì chúng ta sẽ dùng phép biến đổi sơ cấp. Chúng ta biến đổi ma trận A về một cái ma trận C có dạng bậc thang, và chúng ta đếm cái số dòng khác không của ma trận bậc thang đó. Số dòng khác không của ma trận bậc thang chính là hạng của C, đồng thời cũng là hạng của A. Đây là ma trận của chúng ta. Để đưa về bậc thang á, thì ta biết rằng là một cái ma trận được gọi là ma trận bậc thang khi mà nếu ma trận đó có dòng bằng 0 thì dòng bằng 0 nó phải nằm ở phía dưới của dòng khác không. Còn đối với hai dòng khác không thì phần tử khác không đầu tiên của dòng dưới nó phải nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của cái dòng phía trên đó. Có nghĩa là ở đây nè, cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ hai là của số 1 này nè. Phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ 3 là số 1 nè. Hai cái phần tử khác không này là không thể nằm cùng trên một cái cột với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ nhất. Nó phải nằm lệch về bên tay phải. Có nghĩa là muốn đưa về bậc thang thì chúng ta phải làm cho hai cái số 1 này trở thành số 0. Công việc này chúng ta thường làm trong các tiết học trước. Muốn số 1 này thành số 0, chúng ta lấy dòng 2 trừ đi dòng 1. Ta giữ nguyên dòng 1 em. Lấy dòng 2 trừ dòng 1, ta được cái này là 1 trừ 1 là 0 nè. 5 trừ 2, cái này là số 3. 1 trừ 1, đây là số 0. Trừ 1 trừ 0 là trừ 1. Trừ 1 trừ 0 là trừ 1. Rồi chúng ta sẽ lấy dòng 3 trừ đi dòng 1. Khi lấy dòng 3 trừ dòng 1 thì chúng ta được kết quả như sau. Đây là số 0. Đây là số 0. 1 trừ 1, 2 trừ 2. 2 trừ 1, đây là 1.
lấy 1 trừ 0, vị trí này là 1 và 1 trừ 0 này đây là số 1. Còn cái dòng thứ tư thì do phần tử A41 này nó là 0 rồi, cho nên tạm thời ta để nguyên cái dòng thứ tư. Bây giờ để đưa bậc thang thì em thấy là mình cần phải xử lý cái gì nè? Cần phải xử lý cái số 3 này. Tại vì là cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ tư và dòng thứ ba, tức là con số 1 và số 3, nó không thể nằm trên cùng một cột như thế này. Chúng ta sẽ xử lý bằng cách là lấy dòng thứ tư trừ đi 3 lần dòng thứ ba để cho con số 3 này trở thành con số 0. Khi lấy dòng 4 trừ dòng 3, tức là chúng ta giữ nguyên 3 dòng đầu tiên. Lấy 0 mà trừ đi 3 lần. Lấy dòng 4 trừ 3 lần dòng 3, lấy 0 trừ 3 lần số 0, chỗ này ta được số 0. Lấy 0 trừ 3 lần số này ta được số 0. Thì 3 trừ đi 3 lần số 1 là số 0. Tương tự chỗ này cũng là số 0. Làm nhanh hơn là thấy là dòng thứ tư nó bằng 3 lần dòng thứ ba. Cho nên nếu lấy dòng thứ tư mà trừ đi 3 lần dòng thứ ba thì ta được dòng bằng 0. Cái ma trận này nè, các em thấy nó là bậc thang chưa? Nó là ma trận bậc thang rồi. Bởi vì dòng bằng 0 nó nằm ở phía dưới các dòng khác không. Và thỏa được tính chất thứ hai của ma trận bậc thang, đó là cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới nằm lệch về bên phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng trên nó. Cụ thể là số 3 này là phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 2, nó nằm về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 1 là số 1. Đây là phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 3, nằm lệch về bên phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 2. Đây là bậc thang. Hạng của ma trận bậc thang này chính là hạng của A. Mà hạng của ma trận bậc thang, như đã nói, nó bằng số dòng khác không của ma trận bậc thang này. Thì ma trận bậc thang này có 3 dòng khác không. Dòng khác không là dòng có ít nhất một phần tử khác không. 3 dòng số 1, số 2, số 3 khác không. Cho nên hạng của ma trận này là 3. Vậy chúng ta suy ra hạng của A cũng là 3. Như vậy là cái ví dụ này, tìm hạng của ma trận A được xử lý bằng cách dùng phương pháp thứ hai là đưa ma trận A về ma trận bậc thang bằng các cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Qua ví dụ thứ tư, tìm x để cho hạng của A bằng 2 với A là cái ma trận có cấp là 3 nhân 4 như thế này. Bây giờ muốn cho hạng của A là 2 thì chúng ta cần cái gì? Ma trận A lớn của chúng ta là một cái ma trận có cấp là 3 nhân 4. Như vậy là hạng của A tối đa là 3. Vậy thì bây giờ muốn hạng của A chỉ bằng 2 thôi thì sao? Thì chúng ta phải chỉ ra được hai điều như thế này. Thứ nhất là cả mọi định thức con cấp cao nhất của A là cấp 3 đều bằng 0 hết, để cho hạng của A không thể là 3. Và phải chỉ ra được có ít nhất một định thức con cấp 2 của A khác 0. Làm được hai chuyện đó thì chúng ta kết luận hạng của A là 2. Trước hết nhìn vào ta thấy ngay A lớn có một cái định thức con cấp 2 khác không. Định thức này đây. Cái D này nó là một định thức con cấp 2 mà giá trị của nó thì bằng 3. Ta lấy 5 trừ 2. Tích 2 phần tử trên đường chéo chính trừ tích 2 phần tử trên đường chéo phụ. D bằng 3 khác không. Như vậy thì hạng của cái ma trận A này nó phải lớn bằng 2. Bây giờ hạng của A lớn bằng 2 mà ta muốn nó đúng bằng 2, tức là ta muốn rằng là tất cả mọi định thức con cấp 3 đều bằng 0. Chúng ta viết lại ma trận A lớn.
Thế từ ma trận A lớn, chúng ta mới liệt kê ra các cái định thức con cấp 3 của nó. Định thức con cấp 3 tức là chúng ta phải lấy ra 3 dòng và 3 cột. D1, ta lấy cột 1, cột 2 và cột 3 của ma trận A. D2, thì chúng ta lấy cột 1, cột 2 và cột 4. Còn nữa không? Còn một cái định thức con cấp 3 nữa, đó là chúng ta lấy cột 2, cột 3 và cột 4. Chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn tìm x để cho cả ba cái định thức con cấp 3 D1, D2 và D3 đều bằng 0. Chúng ta sẽ đi tính D1, D2 và D3. D1 có gì đặc biệt? D1 có dòng thứ ba bằng 2 lần dòng thứ nhất. Một cái định thức mà có hai dòng tỷ lệ với nhau thì định thức nó bằng 0. Như vậy thì D1 bằng 0 với mx rồi, chúng ta không quan tâm đến cái D1 nữa. Bây giờ chúng ta tính D2 với D3. Thì hai cái định thức D2 và D3 thì nó không có gì đặc biệt hết. Cho nên chúng ta sẽ vận dụng các cái phương pháp để tính một cái định thức cấp 3. Chúng ta có tính theo cách là khai triển theo dòng hay triển theo cột. Chúng ta có thể tính bằng cách là dùng Sarius cũng được em, hoặc là mình dùng Laplace, hoặc là mình dùng phép biến đổi sơ cấp đưa nó về định thức của ma trận đặc biệt, là định thức của ma trận tam giác. Cái việc này thì chắc là đối với các em cũng đơn giản, bởi vì mình học rất là nhiều trong các tiết học trước rồi, cho nên cái kết quả này thì tôi tính sẵn cho các em luôn. Ta có D2 là 3x bình phương trừ 6x và D3 là trừ 3x bình phương cộng 6x. Thế bây giờ chúng ta cần phải làm là giải cái phương trình D2 bằng 0 và D3 bằng 0 tìm x. Chúng ta mong muốn D2 bằng 0 và D3 bằng 0 mà. Thì em thấy là D2 và D3 nó đối nhau, cho nên khi cho bằng 0 thì hai cái phương trình D2 bằng 0 và D3 bằng 0 nó cho chúng ta cùng một cái nghiệm. Ta nói rằng là hạng của A bằng 2 khi và chỉ khi cả D2 lẫn D3 bằng 0, tức là x bằng 0 hay x bằng 2. Chúng ta vừa giải quyết xong được cái ví dụ số 2. Các em có biết là mình vừa dùng cái phương pháp nào để xử lý cái ví dụ số 2 này không? Dùng định nghĩa hay là đưa về bậc thang? Chúng ta vừa dùng định nghĩa hạng của ma trận để xử lý cái ví dụ số 2. Nếu AB cấp 4 và khả nghịch, hãy chứng minh rằng là hạng của ma trận tích A nhân B nó bằng hạng của cái ma trận nghịch đảo của ma trận B. Chứng minh điều này. Thế để chứng minh điều này thì cần phải nhắc lại với các em một cái tính chất mình có học về mối liên hệ giữa cái sự khả nghịch của một cái ma trận với cấp của nó. Chúng ta có định lý như thế này nè: nếu ma trận A lớn khả nghịch thì điều đó tương đương với hạng của ma trận A lớn, chính là cấp của ma trận A lớn. Chúng ta sử dụng cái ghi chú này để giải quyết bài toán số 5. Giả thiết cho chúng ta là hai ma trận A và B là hai ma trận cấp 4 và khả nghịch. Thế thì A và B khả nghịch, cho nên là A nhân B cũng khả nghịch luôn. Tại sao? Tại vì A và B khả nghịch, tức là det A và det B đều khác không. Thì lúc đó det của A nhân B bằng det A nhân det B, thì det của A nhân B cũng khác không. Cho nên ma trận tích khả nghịch. Và vì A và B có cấp là 4, cho nên ma trận tích của chúng ta cũng có cấp là 4. Mà ma trận tích A nhân B khả nghịch, cho nên hạng của ma trận tích này bằng cấp của nó, tức là cấp 4. Vậy chúng ta suy ra rằng là hạng của ma trận tích nó bằng 4. Chúng ta vừa tính được cái vế trái. Bây giờ chúng ta đi tính vế bên phải. Đề cho ma trận B mũ trừ 1. Đề cho ma trận B khả nghịch. B khả nghịch
thì B trừ 1 nó cũng khả nghịch. Tại vì sao? Do định nghĩa thôi. Ma trận B được gọi là khả nghịch nếu như tồn tại một cái ma trận nào đó đem nhân với nó bằng ma trận Y, thì B nhân B trừ 1 nó bằng Y. Cho nên mình nói rằng là B trừ 1 là ma trận nghịch đảo của ma trận B, và cũng có thể nói rằng là ma trận B là ma trận nghịch đảo của ma trận B mũ trừ 1. Cho nên khi B mà khả nghịch thì ta cũng có thể nói rằng là B trừ 1 cũng khả nghịch. Và theo tính chất mới liệt kê ra, thì nếu B mũ trừ 1 khả nghịch thì cấp của B mũ trừ 1, hạng của B mũ trừ 1 chính là cấp của nó. Như vậy chúng ta suy ra rằng là RB trừ 1 bằng cấp của B trừ 1, mà cấp của B trừ 1 nó cũng chính là cấp của B. Như vậy chúng ta có cấp của B trừ 1 cũng bằng 4 luôn. Chúng ta thấy là hạng của ma trận tích bằng 4, hạng của ma trận đảo của ma trận B cũng là 4. Vậy chúng ta có điều phải chứng minh. Chúng ta suy ra được là hạng của ma trận tích bằng hạng của ma trận nghịch đảo của ma trận B. Chúng ta xét qua dạng toán số 6 là tính chất phép toán trên ma trận. Đây là dạng toán cuối cùng của cái dạng toán về ma trận. Đối với phép toán trên ma trận, chúng ta có những phép toán nào trên ma trận? Chúng ta có phép toán cộng các ma trận. Chúng ta có phép toán nhân một số thực với nhân một số với một ma trận. Chúng ta có phép toán nhân hai ma trận với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại các cái tính chất đó. Phép cộng hai ma trận thì nó có những tính chất gì? Đây là những tính chất của phép cộng hai ma trận. Thứ nhất là phép toán cộng hai ma trận có tính giao hoang. Phép cộng hai ma trận có tính kết hợp. Lấy ma trận A cộng ma trận 0 thì nó bằng ma trận A. Lấy ma trận A cộng với ma trận đối của ma trận A thì chúng ta được ma trận 0. Đó là phép cộng hai ma trận. Phép nhân một số với một ma trận thì có những tính chất sau đây. M lần A nhân B, ta nhân phân phối vào, tức là ta được MA cộng MB. Nếu lấy M cộng T nhân với A, để M và T là con số và A là ma trận, thì ta nhân vào ta được MA cộng với TA. Em thấy nó gần giống như bên số thực, giống như là các phép toán trên con số. Còn phép nhân hai ma trận thì có những tính chất như thế nào? Chúng ta có tính kết hợp. A nhân với B nhân với C, ta thực hiện việc nhân B với C trước hay nhân AB trước, kết quả là như nhau. Ma trận A nhân với ma trận 0 trong trường hợp nhân được. Tại sao phải nói chuyện này? Là bởi vì là không phải lấy hai ma trận nào cũng nhân được với nhau. Muốn nhân thì phải thỏa mãn điều kiện về tích của hai ma trận, đó là số cột của ma trận trước phải bằng số dòng của ma trận sau. Thì ma trận A nhân ma trận 0 bằng ma trận 0, hay là ma trận 0 nhân ma trận A thì bằng ma trận 0. Ở đây phải nói thêm một tí. Các em thấy chỗ này nè, ma trận 0 này nè với ma trận 0 này nè. Chúng ta viết hai cái màu khác nhau để nhấn mạnh rằng là cái ma trận 0 này nó không phải là ma trận 0 này đâu các em. Có thể nó không giống nhau đó. Nó không giống nhau nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cấp của nó có thể khác nhau. Ma trận 0 là ma trận mà tất cả các phần tử của nó đều là 0, nhưng có thể là cái ma trận 0 này là ma trận không có cấp là 2 nhân 3, cái ma trận 0 này cấp là 3 nhân 2 gì đó, chứ không phải là hai ma trận 0 này là bằng nhau. Tương tự cho hai ma trận 0 này cũng không hẳn là bằng nhau. Chúng ta có tính chất là phép nhân có thể phân phối với phép cộng. Ta nhân vào là A nhân B cộng với A nhân C. Chúng ta có tính chất rằng là ma trận chuyển vị của ma trận tích thì bằng tích của hai ma trận chuyển vị với thứ tự viết ngược lại. Và cuối cùng là lấy số này nhân với tích của hai ma trận. Thì em lấy số này nè, em nhân với ma trận nào trước cũng được. Bây giờ em lấy M mà nhân với A, sau đó nhân với B sau. Hoặc là lấy M mà nhân với B.
rồi nhân với A sau, cho kết quả là như nhau. Trong các cái tính chất của các phép toán trên ma trận, đặc biệt là phép toán nhân, là thường được người ta khai thác để cho làm kiểm tra, đặc biệt là những cái bài toán mà được hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Thế trong phép nhân hai ma trận có một cái điều cần lưu ý là so với phép toán trên con số, phép nhân hai ma trận không có tính giao hoán. Các em phải nhớ cái chỗ này. Chúng ta không không có được là A nhân B thì bằng B nhân A. Thậm chí là A nhân B nó tồn tại nhưng B nhân A nó không tồn tại. Và đương nhiên là khi mà tồn tại cả cái tích A nhân B và tích B nhân A thì cũng chưa chắc gì A nhân B nó giống B nhân A. Các em phải nhớ chỗ này. Nhưng mà nói rằng là phép nhân hai ma trận không có tính giao hoán là nói một cách tổng quát. Chứ còn ví dụ như cho hai ma trận AB cụ thể thì đôi lúc chúng ta cũng có được A nhân B nó bằng B nhân A. Tìm ma trận B để cho A nhân B bằng B nhân A với A cụ thể như thế này đây. Như đã nói hồi nãy, một cách tổng quát thì không có chuyện là A nhân B bằng B nhân A. Nhưng mà với một cái AB cụ thể thì vẫn có thể xảy ra cái đẳng thức này. Thế bây giờ người ta yêu cầu mình tìm B, coi như là mình đang đứng trước một cái phương trình ma trận. Phương trình ma trận chúng ta vừa học trong tuần lễ trước. Bây giờ muốn tìm B thì sao? Thì tôi dùng cái phương pháp là giải một cái hệ phương trình tuyến tính. Các em nhớ lại là muốn giải một cái phương trình ma trận, chúng ta có hai cách làm. Hoặc là chúng ta dùng ma trận nghiệp đảo, hoặc là chúng ta chuyển từ cái phương trình ma trận về hệ phương trình tuyến tính. Bây giờ muốn giải bằng hệ phương trình tuyến tính thì đầu tiên chúng ta cần phải biết cấp của B. Vì A là cấp 2 cho nên ta dễ thấy rằng là từ đẳng thức A nhân B bằng B nhân A, chúng ta có cấp của B là cấp 2. Có nghĩa là B của chúng ta có dạng là X, Y, Z, T. Chúng ta vừa nói xong cấp của B. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm các cái phần tử của B, tức là tìm X, Y, Z, T. Đi tìm phần tử của B. Bây giờ chúng ta sẽ tính coi A nhân B là bao nhiêu và B nhân A là bao nhiêu. Xong chúng ta cho hai cái này bằng nhau. Thì hai ma trận bằng nhau thì các cái phần tử tương ứng của nó sẽ bằng nhau. Và cái việc cho các cái phần tử tương ứng bằng nhau sẽ dẫn đến một cái hệ phương trình tuyến tính. Giải hệ đó chúng ta tìm được các phần tử của B. A nhân B, đây là A, đây là B. Chúng ta thực hiện phép nhân hai ma trận thì chúng ta được kết quả là X cộng Z ở phần tử thứ nhất này, Y cộng T, ở đây là Z và ở đây là T. Tôi làm thử một cái nhé. X cộng Z tức là cái phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ nhất của ma trận tích. Ta lấy dòng 1 nhân với cột 1, 1 nhân X cộng với 1 nhân Z, đây là X cộng Z. Ví dụ như là ta muốn kiểm tra cái đây là có đúng là Y cộng T hay không, thì Y cộng T này là nằm ở dòng 1 và cột 2 của ma trận tích. Ta lấy dòng 1 của ma trận A nhân với cột 2 của ma trận B, 1 nhân X, 1 nhân Y cộng với 1 nhân T, đây là Y cộng T. Chúng ta vừa tính ra được các cái phần tử của ma trận tích A nhân B. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm các cái phần tử của ma trận tích B nhân A. Đây là A nhân B. B nhân A, chúng ta lấy B nè, chúng ta nhân với A. Làm tương tự như vừa rồi các em. Chúng ta được phần tử đầu tiên lấy dòng 1 nhân cột 1, lấy X cộng với Y nhân 0 là 0. Như vậy ta được chỗ này là chữ X. Thử đây ha, Z cộng T, đây là phần tử nằm ở dòng 2 và cột 2. Lấy dòng 2 của B nhân cột 2 của A, Z nhân 1 cộng T nhân 1, đây là Z cộng T. Sau đó chúng ta cho A nhân B bằng B nhân A. A nhân B bằng B nhân A, hai cái ma trận này này nó bằng nhau thì các cái phần tử tương ứng của nó như nhau. Từ đây chúng ta ra được một cái hệ phương trình
Như vậy là x cộng z là phần tử nằm ở dòng 1 cột 1 của A nhân B thì phải bằng x là phần tử nằm ở dòng 1 cột 1 của cái ma trận B nhân A. Ta có x cộng z bằng x. Tương tự ta có y cộng t bằng x cộng y. Y cộng t thì bằng x cộng y nè. Rồi chúng ta có cái gì nữa nè? Ta có z thì bằng z. Này là hiển nhiên rồi. Khỏi viết. T thì bằng z cộng t. Như vậy chúng ta có 3 phương trình. Và chúng ta có tất cả là 4 ẩn. Chúng ta giải cái hệ này ra. Từ phương trình thứ nhất, em đơn giản chữ x đi, em được là z bằng 0. Phương trình thứ hai thì sao nè? Ta đơn giản y ở hai vế, ta được là t bằng x. Phương trình thứ ba, t mất, còn lại z bằng 0. Như vậy là ta giải ra được là z thì bằng 0 và t thì bằng x. Ta kết luận nè, b là x y z t mà trong đó z phải bằng 0, t phải bằng x, t bằng x. Rồi. Còn x và y thì sao? Người ta không nói gì hết, có nghĩa là x và y tùy ý. Như vậy chúng ta vừa tìm xong cái ma trận B. Và tìm ra như vậy thì mình có được bao nhiêu cái ma trận B lớn thỏa mãn được cái đẳng thức là A nhân B bằng B nhân A? Vô số. Bởi vì ở đây x y tùy ý mà. Ví dụ như em cho x là 1 và y là 1, em được một cái ma trận B thỏa đẳng thức ban đầu. Hoặc là em cho x bằng 0, y bằng 2, tùy mình chọn thôi. Từ cái điều này nói lên rằng là có vô số ma trận B thỏa được cái đẳng thức A nhân B bằng B nhân A. Chúng ta xét qua ví dụ số 2. Chứng minh rằng các mệnh đề sau đây sai với AB là hai ma trận vuông cùng cấp bất kỳ. Mệnh đề thứ nhất là A bình bằng B bình tương đương với A bằng B hay A bằng trừ B. Thế em thấy rằng là đối với cái mệnh đề số 1 này là nếu mà số á thì nó đúng, phải không em? A bình phương bằng B bình phương, đối với số thì là A bằng B, A bằng trừ B. Nhưng mà ma trận thì nó không đúng. Chứng minh sai. Mà chứng minh sai tức là mình phải chọn cụ thể hai cái ma trận AB nào đó sao cho là A nó không bằng B. A nó cũng không bằng trừ B nhưng A bình với B bình nó bằng nhau. Thì đây, tôi chọn A và B là hai ma trận này. Thế thì A và B này làm sao? A nó khác B, mà A nó cũng khác trừ B. Nhưng dễ dàng kiểm tra được rằng là A bình và B bình nó bằng nhau. Cái chuyện này em lấy A nhân A thôi, em lấy B nhân B, em nhân nhau, em dễ thấy rằng nó cùng bằng ma trận không. Cái việc chọn hai ma trận này nè để cho có được A bình bằng B bình á, dễ không? Dễ. Nếu các em nhớ điều sau đây nè, mình dễ dàng kiểm tra rằng là nếu ma trận A của chúng ta có dạng là 0n00 thì lúc đó em lấy A mũ K, K bất kỳ thì em sẽ được ma trận là ma trận 0. Các em thân mến, do thời lượng có hạn cho nên là chúng ta xét cái mệnh đề thứ nhất. Tiếp sau chúng ta sẽ làm thêm một vài cái mệnh đề mà có liên quan đến cái tính chất của phép toán trên ma trận. Thế hôm nay tổng kết lại chúng ta làm được cái điều gì nè? Hôm nay chúng ta đã học hai cái dạng toán cuối cùng liên quan đến ma trận. Thứ nhất là chúng ta đi tìm hạn của một ma trận. Và chúng ta nhắc với nhau rằng là có hai cách để tìm hạn của một ma trận. Cách thứ nhất đó là dựa vào định nghĩa. Hạn của một ma trận chính là cấp của định thức con cấp cao nhất của nó. Và cách thứ hai là chúng ta đưa cái ma trận A đó về ma trận bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp. Dạng toán tiếp theo là chúng ta ôn cái tính chất của các phép toán trên ma trận. Buổi học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em.